Đi theo tao chi vậy? Tao kêu mày núp đằng kia mà. Đi đi. Dạ dạ. Đúng vô. Chào đồng chí. Anh em đâu hết rồi, sao có mình em vậy? Báo cáo đồng chí, phó đội trưởng, anh em đang nghỉ trưa. Ờ à, vậy hả? Tội nghiệp không? Thôi đi ăn cơm với anh, đi. Cái gì mà ngại không biết nữa. Đi, đi ăn cơm với anh. Em đang trực. Để bữa khác em sẽ mời đồng chí phó đội trưởng đi ăn sao? À, vậy hả? Ờ, thôi vậy cũng được. Rồi nè, có cái quán nào ngon ngon ở đây mày chỉ cho anh coi. Đồng chí chạy xuống đây khoảng 500m, có cái quán Vườn Vàng, chỗ đó nấu ăn ngon lắm. Ờ à, vậy hả? Ờ thôi sẵn đi với anh luôn đi, anh mời mà. Dạ không được, đang giờ trực của em. Ờ à, vậy. Bỏ đi như vậy không được đâu anh. Theo nguyên tắc. À nè, anh nhớ hình như là giờ em có bầu mà, sanh chưa? Dạ sanh rồi anh. Sanh rồi. Chà, trai gái vậy? Dạ trai. Chà, ngon lành nha, giống em hay giống mẹ nó vậy? Dạ, báo cáo đồng chí, giống mẹ hơn. À, vậy thôi, chúc mừng nha, mẹ chồng con vuông là tốt. Dạ. Làm đưa thuốc đi. Hả? Đồng chí phó đội trưởng cũng biết, nội quy trong đơn vị là đâu có được hút thuốc đâu. À, bởi vì đây là phòng kho lưu trữ giấy tờ, nên là không cảm. Kho là không được hút thuốc. À, nè, nhớ nha, đầy tháng con em là phải nhớ mời anh đó. Dạ. Anh sẽ có món quà đặc biệt cho con của em. Tỷ của mày đây. Mặt ông có vẻ vui vẻ hơn cái lần đưa tiền trước cho tôi đó nha. Bởi vì mày làm tốt công việc cho tao mà. Làm ăn với tôi thì không ai lỗ lã hết. À, chừng nào thì anh em của ông mới tăng tiền tháng cho tôi đây? Mày nói cái gì tao nghe không rõ. Tôi nói là chừng nào anh em của ông mới tăng tiền tháng cho tôi? Tại sao tao phải tăng tiền cho mày chứ? Vì với số tiền ít ỏi như vậy không có đủ cho tôi chi tiêu hàng tháng. Rồi tiền của mẹ tôi đi bệnh viện cũng đủ hết rồi. Rồi tiền con Tiên, tiền con gái tôi đi học nữa. Ôi đủ thứ hết. Đó là chuyện của mày, liên quan gì tới anh em tụi tao? Nói vậy sao được. Nè, về việc mày chi tiêu nhiều như vậy á, thì lương thưởng của mày có được tăng lên không? Không. Nhưng nguồn tin của tôi có lợi cho ông. Mà đặc biệt càng ngày các ông càng kiếm được nhiều tiền. Ấy, mày nên nhớ là anh em tụi tao kiếm được nhiều tiền không hẳn là do nguồn tin của mày không đâu nha. Nhưng mà có tôi thì tụi ông mới kiếm được tiền. Thôi được rồi, chuyện này tao sẽ đề xuất lại. Nè, cái vụ mà lấy hàng bị bắt ra sao rồi? Ngày mai sẽ có người đem ra điểm hẹn giao cho ông. Tốt, tiền đó tao sẽ giao tại chỗ, mua với giá 60% của thị trường. Ok, tôi biết. Cái này là kiếm thêm thôi, không có tính trong cái phần giao dịch làm ăn trước nha. Vô. Cái gì nữa? Mày bắt nhanh gọn lẹ năm thằng này để cho công việc của tụi tao được suôn sẻ. Đối thủ của ông à? Đại loại là như vậy. Nói chung là tụi cho choi mới nổi lên đó mà. Tốt. Nếu như mà vì việc này tôi được tiền thưởng thì tôi sẽ khao cho ông một chầu. Cuối cùng thì thằng Trương Long này cũng được uống bia miễn phí của Cao Tùng rồi sao? Ông nói quá đáng. Coi như bữa nay tôi đãi cái chầu câu cá này nha. Đồng chí cho gọi chúng tôi. Phải, hai đồng chí ngồi đi. Dạ. Có chuyện gì quan trọng vậy anh? Tôi muốn đồng chí Phương chuẩn bị chiến dịch truy bắt thật là quy mô. Ờ, bắt ai ạ? Bắt hàng chứ không phải bắt người. Theo nguồn tin mật báo, bọn buôn ma túy đưa một lượng hàng lớn vào thành phố này trước khi vận chuyển ra cảng để tuồn ra nước ngoài. Ờ,
Nguồn tin lần này có chính xác không anh? Chính xác. Tôi có thể lấy mọi thứ của tôi ra đảm bảo. Tôi còn biết cụ thể số lượng hàng lần này là 500 kg. 500 kg? Nhiều vậy sao anh? Vậy chúng ta có cần xin lực lượng nào hỗ trợ chúng ta đây? Bọn chúng có trang bị vũ khí và biết rõ án tử nếu bị bắt, nên sẽ chống đối tới cùng. Nhiệm vụ lần này thật là nguy hiểm. Vậy thì em sẽ đề xuất với cấp trên xin lực lượng cơ động để hỗ trợ cho mình. Cả cảnh sát khu vực và cảnh sát 113 nữa. Lần này quyết tâm sẽ tóm gọn bọn chúng. Đây, các đồng chí xem đây. Địa điểm này á là chúng vận chuyển hàng tới đây. Chúng ta chỉ cần tập trung lực lượng bắt hết số hàng này, đập tan hang ổ của chúng. Anh định khi nào thì hành động? 6 giờ tối mai. Và không cho ai biết ngày giờ cụ thể. Chỉ có lệnh sẵn sàng hành động ngay từ bây giờ. Tôi hiểu. Vậy được, tôi sẽ giúp đồng chí Phương làm các thủ tục còn lại. Dạ, cảm ơn anh. Chuẩn bị mọi thứ, tôi đang xuất kích. Ủa, anh nói đêm mai mà. Đêm nay phải cực kỳ cảnh giác cậu Tùng. Rõ, thưa sếp. Cô chủ ơi, cô chủ, cô chủ. Chuyện gì? Công an tới kìa. Cô là cô Tiên phải không? Tôi là Tiên nè. Mấy người hỏi gì vậy? Đây là lệnh khám xét. Chúng tôi yêu cầu cô hợp tác để chúng tôi khám xét toàn bộ căn nhà. Xét cái gì mà xét? Tự nhiên xét nhà tôi. Tôi làm gì bậy bạ mà mấy người xét nhà tôi? Cô là người nhà của ông Tùng. Chúng tôi có lệnh khám xét và niêm phong tất cả các tài sản của ông Phan Cao Tùng để phục vụ công tác điều tra. Đây là nhà riêng của tôi, không có liên quan gì tới ông Tùng. Không có xét gì hết. Chúng tôi có bằng chứng. Ông Tùng đã mua căn nhà này cho cô bằng số tiền bất hợp pháp. Mong cô bình tĩnh hợp tác để phục vụ cho công tác điều tra. Vậy sao? Mấy người không đi xét nhà ổng? Bắt chứng gì đi xét nhà tôi? Tất cả những người liên quan đến ông Tùng đều bị khám xét, kể cả nhà dì của ông Tùng. Trời ơi, cái ông này ổng đâu rồi trời? Sau đây chúng tôi xin đọc lệnh khám xét. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Lệnh khám xét nhà khẩn cấp. Rồi, xe tới kìa. Kêu đứa là chỉ điểm cho xe đi. Rồi rồi. Tới luôn. Rồi tới luôn. Tới luôn. Mấy đứa kia làm nhanh lên. Nhanh. Ra đi mày. Rồi anh. Rồi, lấy hàng đi, xuống trước lên. Nào à? À, thằng này á với lại thằng này á là hai thằng khứa đứng của ông Kiệt á. Dạ. Ngon không? Giờ là tay đắc lực của ông Lâm. Dạ chào anh. Từ nha. Cẩn thận. Để tay lên. Kiệt đâu biết nhìn người á. Cẩn thận nha. Ê Nhí, hôm nay mày khỏe rồi ha? Khỏe khỉ khô chứ khỏe. Bây giờ phải dỡ hàng ra làm tiếp nè. Sao không đợi qua bên kia làm luôn? Thôi đi mẹ. Bây giờ ráng tranh thủ làm càng sớm càng tốt. Qua bên kia xài quần. Tôi không muốn lậu xin. Cho tao một hộp quẹt. Trời ơi. Mày muốn chết hả mày? Cẩn thận chứ mày. Có chút chuyện làm cũng xong nữa. Chút chuyện làm cũng xong. Cứ vậy hoài anh em tôi chết luôn quá. Thiếu ngủ hả? Không, căng thẳng. Hồi nãy xe này bị công an giao thông thổi, tim chạy lộn xộn, muốn nhảy ra khỏi xe luôn. Bình tĩnh đi, rồi mọi chuyện cũng ổn mà. Ổn kỹ khô chứ ổn. Tôi á ở trong thành phố, bây giờ tai mắt, mọi người nhìn ngó, đủ thứ chuyện trên đời để đối phó. Đâu phải sướng như ông đâu, trong rừng rú không có ai hết trơn á. Thôi, đi ra kiếm gì ăn. Ăn tối rồi để làm tới khuya nữa. Ê, nói tụi nó cẩn thận, nhẹ tay giùm tao một cái. Dạ. Khổ quá. Nhanh tay lên. Lẹ tay lẹ chân lên tụi bay. Đừng có than nữa. Lẹ lên. Không có chuyện gì hết á. Nè nè nè, cẩn thận cho anh. Ăn cho no, xong rồi. Tụi bay, chạy tụi bay. Chạy đi. Chạy lên.
Ngồi xuống đi. Cảm ơn. Anh làm gì mà lâu quá vậy? Để cho người ta đợi từ nãy giờ vậy? Kêu tôi đến, có gì thì nói đi, nhanh lên. Tình hình ở nhà sao rồi em? Má anh sao rồi? Hôm qua bả lên tăng xong, đi bệnh viện cấp cứu rồi. Còn con bé con của anh, nó khỏe không em? Có ai uống đầy đủ không em? Anh khỏi phải lo đi. Con anh á, nó ăn như heo, khỏe như voi vậy đó. Vậy cũng mừng. Trong sự nhờ em lo cho nó giùm anh nha. Tôi lo cho nó mà được hả? Nó đâu có chịu tôi lo. Nó đang đòi qua ở với bà nội nó kìa. Ủa, sao em nói là má của anh tăng sông máu, nằm bệnh viện mà? Thì đó, bây giờ nó qua đó đặng hành cho bà chết luôn hay gì? Vậy đâu có được. Em làm ơn lo cho nó giùm anh nha. Cái gì? Tôi lo cho nó hả? Anh nghĩ sao vậy? Tôi còn có tương lai của tôi nữa chứ. Chẳng lẽ tôi ở vậy nuôi con anh hả? Nè, anh tính cách khác, gửi nó cho ai thì gửi đi, đừng có trông chờ vào tôi. Em làm ơn giúp anh giùm đi. Tình hình là anh ở trong này lâu lắm đó. Nè, anh kêu tôi tới đây để nói chuyện đó thôi phải không? Vậy tôi trả lời anh là không được nha. Xong rồi ha, thôi tôi đi à, bận rồi. Em đi đâu vậy? Tôi phải kiếm cách cao chạy xa bay khỏi chỗ này, biến mất đi. Chứ không lẽ để người ta điều tra cho em, người ta lôi tôi lên hỏi cung hả? Thì em biết là trong lúc đang điều tra mà em bỏ đi như vậy, họ sẽ truy nã em đó. Trời, thì kể đi, chừng nào phát lệnh truy nã tính. Còn bây giờ thì tôi phải lặng à. Anh tự lo cho bản thân anh, lo cho mẹ anh và con anh đi. Tất cả những nguồn tin về vụ buôn bán heroin cho các vũ trường quán bar đều nằm ở trong đó. Vậy bây giờ anh tính sao? Anh cũng không biết nữa. Hay là em cứu con anh giùm nha, đừng để nó bơ vơ. Anh xin em mà, làm ơn đi, làm ơn cứu giùm con anh đi mà. Anh xin em, cứu giùm con anh đi mà. Thôi được rồi, em sẽ mang bé về nhà chăm sóc. Nhưng mà anh phải viết giấy ủy quyền để cho em có quyền chăm sóc bé. Còn về phía mẹ của anh thì đã có bên công đoàn chăm sóc bác rất là chu đáo. Bệnh tình của bác cũng đã khá hơn, nên anh đừng có lo lắng quá. Anh cảm ơn em. Không, em chỉ giúp anh được tạm thời. Còn về lâu dài, em nghĩ là anh nên liên hệ với bà con để chăm sóc bé cho tới khi bé trưởng thành. Gia đình của anh đơn chiếc lắm. Mẹ của anh chỉ còn bà chị đơn thân, mà tuổi thì cũng gần đất xa trời rồi. Nếu anh đã biết kết cục như vậy thì tại sao anh còn lao đầu vào? Bây giờ anh đã trở thành một người đàn ông thiếu trách nhiệm với gia đình, thiếu trách nhiệm với người thân, anh biết không? Thật sự anh cũng đâu có ngờ là kết cục lại bi thảm đến như vậy. Cái này là cái gì đây? Tôi đâu có biết đâu anh. Ở quán mà tôi đâu có biết đâu. Tôi đến đây vui chơi lành mạnh mà. Mời mọi người đứng lên. Giấy tờ của anh đâu? Giấy tờ của anh đâu? Tôi yêu cầu anh giấy tờ.
Chị ơi, cho gọi nhà điện thoại kia đi. Cậu muốn gọi điện thoại di động hay điện thoại bàn? Này nè. Cậu cứ gọi đi, 5.000 đồng một phút. Alo. Tao Minh nè. Mày nghe nè, mày có sao không? Không sao, vẫn sống tốt. Mày đang đâu vậy? Ra cây xăng ngã sáu đón tao đi. Được rồi, chờ tao. Ừ, ra nha. Nhiêu tiền? 25.000 cậu. Rồi thôi. Rồi, cảm ơn cậu. Có thể nói đây là đợt càn quét mạnh tay nhất từ trước đến nay tại các vũ trường, quán bar. Lực lượng công an đã tóm gọn các đối tượng có tiền án tiền sự đang hoạt động tại các địa điểm này. Đặc biệt trong đợt càn quét này, lực lượng công an đã tóm gọn một cơ sở chuyên vận chuyển và tàng trữ ma túy với khối lượng lên đến 500kg heroin. Lực lượng công an đã tóm gọn nhiều đối tượng có tiền án tiền sự đang hoạt động tại các địa điểm. Tại sao xảy ra cớ sự như vậy? Trong hành động càn quét lần này, lực lượng công an tắc làm gì? Em tắc làm gì? Mở lên cho anh. Mở lên. Bình tĩnh đi. Bây giờ có đốt cái nhà này cũng không thể tìm ra được vấn đề. Đứa nào? Chắc chắn là trong nội bộ này có đứa bắn tin ra ngoài. Là đứa nào? Nó có khả năng là đứa nào có thể làm ra chuyện này? Chuyện này khó nói lắm, phải rà soát lại toàn bộ mới được. Đừng để anh tóm cổ được thằng này nha. Anh mà tóm được nó, chắc chắn anh không để cho nó chết toàn thây đâu. Anh à, anh bình tĩnh đi. Điều cần làm trước tiên không phải tìm kẻ này. Vậy thì sao? Mà phải sắp xếp việc cho đám đàn em chưa bị bắt kìa. Em nói đúng. Dựng quá mất khôn. Đừng ngu. Quỷ Hải hả? À, Hải Lì. Có chuyện gì vậy? Mày lập tức bắn tin của tao đến thằng Lý và thằng Minh Dế, bảo tụi nó giải tán hết đám đàn em cửu vạn ở biên giới, nằm vùng yên ắng một thời gian cho tao. Có chuyện gì không? Chuyện dài lắm, nhưng là chuyện lớn. Sao? Có chuyện gì hả? Đám đàn em thằng Lâm bị bắt hết rồi. Hả? Tại sao vậy? Từ từ tao nói mày nghe. Cứ làm theo lệnh của tao đi. Được rồi. Suy nghĩ kỹ lại đi. Chuyện này có thể là đứa nào làm? Đứa nào làm? Thằng nào con nào? Cho anh một cái tên. Cho anh một cái tên đi. Chuyện này khó nói lắm. Chúng ta phải có thời gian để lần ra nó. Thời gian. Tụi mình giống như đang làm trò hề cho tụi công an vậy. Chứ ông không thấy tụi này ngồi xếp lớp ở một sân khấu như vậy là làm trò hề rồi còn gì? Bàn ghế bị đổ bậy mẹ nó hết từ hôm bữa bị bố ráp rồi còn gì nữa. Thì tại lúc đó mạnh ai nó chạy tứ tán, rượu ngoại á thì đổ bể linh láng, chưa kể á có người hôi của nữa chứ. Lung là phước bất trùng lai, hoại vô lương chi mà. Mày nói đúng. May mắn á thì không bao giờ có hai lần, mà tai họa thì không bao giờ đến một lần. Đang đầu thấy mẹ mà tụi bay đứng làm thơ. Mọi chuyện sao rồi? Làng em của ông bị bắt hàng hạ xa số, lo mà tẩu tán mọi thứ đi, chứ lẽ tụi nó khai ra là sẽ có hại đó. Chuyện đó tôi đã tính rồi, ông không cần phải lo.
Sao? Chuyện trên rừng của ông như thế nào? Ông Hùng lệnh rằng là đám đàn em giải ngũ, nằm dùng yên ắng một thời gian đi. Quan trọng là được bao lâu? Chưa lẽ tụi nó đi tìm việc khác, sau này cần chịu tập lại thì khó mà yên ổn trở lại. Đại Lâm, làm đi cho tỉnh ngủ đi. Thôi, do mất ngủ, hút nó vô càng mệt thêm. Tình hình của tao á cũng có khả quan gì đâu. Mấy bữa nay cho mấy thằng lính đường thủy của tao nghỉ hết rồi. Có đứa nó báo là có người xuống muốn kiểm tra hàng hóa máy móc, ai ngờ bị hút mẹ trên kho rồi, còn kiểm kiếm gì nữa. Tôi nghĩ là trong nhà của mình có nội gián. Phải rồi, tao sẽ không để cho ông Hùng nổi giận lên đâu. Bằng mọi cách tao phải bắt nó lỗi cái mặt chuột ra. Có thể nói đây là đợt càn quét mạnh tay nhất từ trước đến nay tại các vũ trường, quán bar. Lực lượng công an đã tóm gọn các đối tượng có tiền án tiền sự đang hoạt động tại các địa điểm này. Đặc biệt trong đợt càn quét này, lực lượng công an đã tóm gọn một cơ sở chuyên vận chuyển và tàng trữ ma túy với khối lượng lên đến 500kg heroin. Tốt cho tiêu quá. Mày nghe cái này hoài, nghe cả đêm không chán hả? Mày có nghĩ là ông Hùng sẽ điên đầu lên vì vụ này không? Chắc chắn kỳ này ông sẽ xuất hiện. Bây giờ làm sao đây? Đưa tôi về gặp ông Lâm trước. Mày nói cũng phải, tính hay đó. Mày lấy xe bà Hồng đi cả đêm và bà không nói gì hả? Tao cũng chưa biết nữa, bởi vì đây là lần đầu tiên tao làm như vậy. Cẩn thận nha. Ông Tài á, ông đa nghi, mà ông Mát không thua gì ông Hùng đâu. Tao hỏi nè, làm sao mày thoát được khỏi trận càn quét vậy? May mắn thôi. Lý do không thuyết phục. Mày nói như vậy, đàn em của ổng á, ngay cả tao nữa, cũng nghĩ mày là nội gián đó. Tao biết chứ. Thì dứt khoát lần này tụi nó sẽ tìm cho ra thằng nội gián. Nhưng mà thằng đó không phải tao. Mày nói như vậy không thuyết phục mấy ổng đâu. Kiểu gì mấy ổng cũng tìm cho ra. Chứ bây giờ sao? May mắn thì đó là may mắn thôi. Hên xui, mấy ông đó mà hỏi tới là mày chết chắc. Không lo nghĩ thêm vài lý do nữa đi. Bà Hồng gọi. Dạ em nghe chị Hồng. Cậu đang ở đâu? Cậu về đây gấp, tôi có việc quan trọng cần giao cho cậu. Dạ 10 phút nữa em về tới. Tốt. Chở tôi qua chỗ ông Lâm rồi muốn đi đâu thì đi. Anh đừng có lo mà. Nếu thông tin của A Hải chính xác thì việc tìm ra tên nội gián chỉ trong vòng một vài ngày thôi. Anh đâu có lo chuyện đó. Anh đang tính là phải xử thằng đó thế nào khi mình nắm đầu được nó. Sao chứ, chưa bắt được người mà đã nghĩ cách trừng trị rồi. Nghĩ chứ. Làm sao cho Hải Cần Giận bị mất tiền, mất hàng, mất uy tín, thậm chí mất cả địa bàn khi không có hàng giao cho đối tác. Chuyện đó từ từ tính đi. Anh đừng nóng quá mà. Bây giờ mình phải chuẩn bị mặt mũi thật tao nhã để đi gặp quan chức làm ăn nữa chứ. Có ngày này ngày khác đi. Không lẽ gặp bọn nó suốt ngày cứ phải tươi cười, giữ bộ mặt hiền lành hoài sao? Cái bọn này phải tập làm quen với bộ mặt độc ác của anh là vừa. Thôi cho em xin đi. Anh làm quá tụi nó sợ chạy mất dép, không ai quan hệ với anh nữa đâu. Cục cưng của em tới kìa. Hôm nay tôi đi với ông nhà, cậu không cần phải lái xe nữa đâu. Dạ. Nhiệm vụ quan trọng kỳ này chúng tôi muốn cậu làm cho tốt, và nhanh chóng tìm ra tên nội gián đang nằm trong tổ chức. Cậu sao vậy? Không, không,
Không, tôi không sao. Tôi thấy cậu có vẻ giật mình khi tôi nói đến chuyện này. Thì tôi đọc báo tôi cũng đoán ra mà. Theo cậu, kẻ đó có thể là ai? Theo tôi nghĩ, đó phải là một đàn em thân tín ở cấp cao. Chứ mà lóc cóc len keng không làm được chuyện này. Suy luận tốt lắm. Mày ngồi xuống đi. Đi tới đi lui tao chóng mặt quá. Bây giờ tôi không tin thằng nào hết. Không biết thằng nào cả gan dám làm con gián trong nhà mình chứ. Thằng Hào lo rồi. Đi đánh bài rồi. Giận đang đen. Đánh bài cho xui tận mạng luôn đi. Có mười mấy thằng thôi à, cũng dễ mà. Nhưng trong đó có ba thằng là đệ tử ruột của tao. Đừng có đụng tới. Tôi không tin thằng nào hết. Nhưng tôi tin ba thằng đó. Thằng nào cũng khả nghi hết. Tin tưởng cái gì? Mày đừng có giống thằng Hùng được không? Vậy thì ông chứng minh đi. Chứng minh tất cả tụi nó là trong sạch đi. Thôi thôi. Nói chung là tôi cũng không bằng lòng khi thấy thằng Minh ở trong danh sách này. Tại sao không bằng lòng? Tôi nói cho ông biết, thằng Minh chính là thằng tôi khả nghi nhất. Ông muốn lỗ trách nhiệm cho tôi sao? Tôi không có ý đó. Vô đi. Mới nhắc Tào Tháo nó tới kìa. Ủa là sao? Mày tới đây có chuyện gì? Em đã điều tra kỹ lưỡng rồi. Nói chung là khó trà trộn với đồn công an để giết thằng Cao Tùng. Bị tạm giam lắm. Canh phòng rất nghiêm ngặt. Xong. Khó khăn chồng chất nữa rồi. Mấy ông thấy nó sốt sắng giết người ghê chưa? Giang hồ thứ thiệt lắm. Đừng có ở đó mà nghi vấn à. Để rồi xem. Cháy nhà sẽ lội mặt chuột thôi. Đứa nào có tên trong danh sách này đều phải đem ra thử hết. Đi đâu đây? Đi ra đây. Làm gì? Gì anh? Cái gì gì anh? Thì vì anh thì tôi mới phải lát nữa đi vô trong đó để gân cổ lên mà cãi nhau với ba ông kia, để chứng minh rằng anh không phải là nội gián. Ai mà tin em? Cái anh này, tại sao không tin? Không ai tin em đâu. À, vậy là bây giờ không muốn em minh quan cho anh hả? Vấn đề là mới bị thua một vố quá lớn, không ai dám gánh trách nhiệm hết. Ông Hùng mà về đây á thì chuyện sẽ còn lớn hơn. Cho nên mới lẹ tìm cái thằng nội gián cho ông Hùng trút giận đó. Thì bởi vậy nên bây giờ em phải đi vô trong đó để giải quan cho anh. Không có ai tin em hết. Tại sao không tin? Ba mẹ mấy ổng còn không tin nữa, huống chi là một Như Kiều phê thuốc suốt ngày, hiểu không? Phải, tôi phê thuốc cho nên mới đâm hơi đi lo chuyện sống chết cho anh đó. Nói vậy cũng giận nữa hả? Ai thèm giận anh. Bây giờ tôi mặc xác anh cho mấy ổng nghĩ anh là nội gián, xong rồi mấy ổng đem anh ra bắn bỏ. Rồi đến khi mà anh chết quan xong rồi cái người ta thông báo là anh trong sạch, thì lúc đó tôi sẽ đến đốt cho anh ba cây nhang. Nói gì xui quá vậy? Ê, làm cái gì vậy? Nè, đừng có giỡn vậy nha. Đừng có nghĩ là tôi còn thương anh nha. Không thương thì sao thức dậy giờ này? Bình thường Như Kiều không bao giờ thức dậy trước 1-2 giờ chiều. Cũng có thể coi như là tôi còn quan tâm anh một chút xíu. Vậy là em muốn giúp anh thiệt đúng không? Thì muốn thì tôi mới đi ra đây. Thôi để tôi gọi taxi. Taxi! Thôi, có chuyện này em giúp anh được nè. Chuyện gì? Không phải chuyện đó đâu nha. Cái gì vậy? Cái gì đâu. Tại vì tôi cũng thương ông Nhí lắm. Ngày thường á, ông cũng đối xử với anh em tụi tôi tử tế đàng hoàng lắm. Tôi biết rồi. Tội nghiệp cho ảnh, tự nhiên là bị quan như vậy. Thôi, bây giờ vậy, chị cứ ở đây chị lo cho ảnh đi. Tôi đi ra ngoài giả bộ hút thuốc, một lát là tôi vô. Nếu như có chuyện gì xảy ra, chị tự xử lý giùm luôn đi nha. Tôi biết rồi, tôi không làm liên lụy anh đâu. Tôi cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì đâu. Cảm ơn anh. Anh uống miếng nước đi.
ai cũng có mục đích của mình hết. Mày Lâm à, nói cho anh biết đi, người nữ giám bên em là ai? Nói cho anh biết đi. Nè nè, làm gì vậy? Hả hả? Mấy người làm gì vậy? Làm gì mà giữa đường nắm tay nắm chân vậy hả? Mày tính làm cái chuyện đó ở ngay ngoài đường luôn hả? Em biết không à, làm ăn không lo làm ăn, suốt ngày lo chuyện yêu đương, đúng là gái giang hồ. Tại sao hai người lại đi chung với nhau? Thì anh nhờ Kiều giúp công chuyện. Ừ, phải rồi. Nè, đừng có nói với tôi là hai người lại hẹn hò nhau như trước kia nha. Cái vấn đề là sáng ngày hôm nay em có đi qua em gặp mấy cái ông họ Trương, để nói, để giải thích, để minh oan cho anh Minh. Phải rồi, chỉ có Kiều là lo cho mạng sống của anh thôi. Cũng là vì em thấy chuyện bất bình cho nên là em ra tay nghĩa hiệp thôi. Bởi vì dù sao anh cũng là bạn tốt của người yêu của em mà, đúng không? Đi ăn, đói bụng rồi. Không nói chuyện ở đây nữa. Đi. Buồn đi. Vô. Lâm. Bây giờ ở trên bàn nhậu bây giờ chỉ có hai anh thôi. Uống thì uống cho hết, đêm nay xong rồi mai mình tính tiếp. Rồi. Uống đi rồi mai kêu ông Lâm xử tội. Anh á, em đã nói với anh á là ổng là phải để cho em nói chuyện. Ổng là phải có cái người để thức tỉnh. Anh hiểu không? Hiểu vấn đề không? Em là em rất là mừng là tại bởi vì anh. Nói nhiều quá. Vô. Anh là không có trong cái. Đây, em coi coi. À, cái danh sách. Tình nghi. Vô đi. Mày đang lo lắng à? Lo chứ. Cỡ nhí mà còn bị vậy huống hồ tụi mình. Giờ chỉ còn tao và mày. Chỗ anh em với nhau, mày nói như thế nào thì tao hiểu như vậy. Mày có phải nội gián không? Giỡn hoài ba. Giỡn câu là chết người. Hai đứa này nó giống y chang nhau, đều là những đứa si tình. Tại sao cứ phải tự làm khổ mình như vậy? Yêu người không yêu mình. Mày đang nghĩ gì vậy? Tao đang tính sao để dụng Tùng ra để xử ổng. Mày vẫn quyết không buông tha cho ổng hả? Chứ sao. Biết bao nhiêu thời gian tao cống hiến cho tụi mafia này, tao đâu có thể nào vì một chuyện nhỏ mà làm hư chuyện lớn của cả một đời tao được. Mày không ngại xuống tay với công an sao? Đâu rồi. Nhiều lúc tao nghĩ tao là mafia chứ không phải tao đang làm việc cho Interpol. Tao là hình cảnh quốc tế, cho dù tao không muốn thì cũng có lúc tao phải sống và hành xử như là tụi giang hồ. Tao phải sống để tao hoàn thành nhiệm vụ ở trên giao. Hình như ông còn một bà mẹ đang nằm trong bệnh viện. Ê, mày đừng nói với tao là mày. Tao không làm bậy đâu. Mày yên tâm đi. Mày nghe nè, bà lớn tuổi rồi, mày làm gì thì làm, đừng để cho bà phải liên lụy. Mày nghĩ sao vậy? Tao là tao đi trừ khử tụi tham nhũng thôi. Tính ra ông Tùng là một con sâu xấu xa trong ngành. Mày phải cảm thấy vui vì tao làm sạch cái ngành của mình đúng không? Theo tao thấy, đi tù thì coi như đã bị trừng phạt xứng đáng rồi. Đi được bao lâu? Đi tù á, nó có trả được những cái mất mát
những cái sinh mạng của anh em bởi vì nó rò rỉ thông tin về tụi buôn ma túy không? Mày đang lập luận y chang bọn buôn bán ma túy. Mày nên nhớ, mày đang là cảnh sát, mày lập lại trật tự xã hội bằng pháp luật chứ không phải bằng luật giang hồ. Mày nhớ kỹ điều đó. Lý thuyết đúng, nhưng mà tao thông báo cho mày một tin mừng nữa, là mấy thằng nằm dùng vô mày á sống không thọ đâu. Tao sẽ không tranh luận với mày nữa. Coi như tao đang thế thiên hành đạo đi. Mày đang âm mưu chuyện gì vậy? Không phải chuyện của mày, mày đừng quan tâm nữa. Sao rồi Phương? Mẹ của anh. Mẹ của anh sao rồi? Bác, anh xin em mà Phương, cho anh đi gặp mẹ của anh lần cuối nha. Cho dù kết cục thế nào đi chăng nữa, anh cũng xin đi. Làm ơn giúp anh đi Phương. Anh lại em mà Phương. Anh bình tĩnh đi. Em đã xin ý kiến của cấp trên, đang chờ lệnh. Mẹ của anh hiện tại thì đang ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu chữa. Cũng tại anh hết. Cho dù bây giờ anh có chết, mẹ anh cũng không tha thứ cho anh. Anh bình tĩnh đi. Đồng chí Mạnh. Anh Mạnh. Nói chút. Tôi sẽ thành thật khai báo tất cả mọi chuyện, nhưng mà anh phải cho tôi gặp mẹ của tôi. Tôi sẽ nói cho anh biết ai là người đã giao dịch trực tiếp với tôi từ đó tới giờ. Tôi đến gặp cậu không phải để thương lượng. Tôi đến gặp Hải Phương để trao quyết định này. Giấy gì vậy Phương? Anh Mạnh đích thân bảo lãnh anh được phép đi thăm mẹ ngay bây giờ. Tôi đã trách lầm anh Mạnh. Cảm ơn anh Mạnh. Mày khai chưa? Hả? Cho tôi. Tha hả? Tha nè. Quăng xuống hồ cá sấu cho tao. Dạ. Nhớ quăng giữa hồ nghe. Đừng quăng gần bờ vỡ hết hồn của tao. Làm đi. Tha cho tôi. Đừng, đừng. Đừng tha cho tôi. Nào mày. Đừng, 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 tha cho tôi. Tha cho ông tôi đi mà. Tôi xin ông đó, ông tha cho nó đi. Mày hỏi mấy con cá sấu của tao kìa. Tha cho tôi. Đừng, đừng. Tôi xin bà tha cho nó đi. Tha cho tôi. Đem thằng Dí lại đây. Nè. Cậu đã tìm ra tên đội gián chưa? Cứu em đi Kiệt ơi. Tôi. Ai cũng biết thằng Dí chỉ là kẻ thế mạng thôi. Tôi khai, tôi khai. Tại sao mà lại nói vậy? Hỏi nó thì biết. Tôi khai mà, tôi khai. Mày có phải là Y Tạng Bôn không? Từ lúc bước chân vô đây, tôi đã là nội gián rồi. Vì mày trà trộn vô đây để làm gì? Tôi trà trộn vô đây để tôi biết thời gian giao hàng, chừng nào tôi báo công an bắt hết cả bầy. Vậy sao lúc trước mày không báo? Đúng rồi, đúng rồi. Tại tôi đợi cho chuyến sau số lượng hàng lớn hơn rồi tôi mới báo. Nếu chuyến kia mày không báo thì chuyến này lấy gì có hàng mà lớn hơn hả? Mày nói láo hả? Tôi nói thiệt mà. Vì sao khi hồi nãy tao hỏi mày không trả lời? Tại lúc nãy tôi nghĩ chưa ra. Mà không có ai hỏi câu như ông hết trơn á. Ông hỏi lại đi rồi tôi trả lời lại cho ông nghe. Ông tha cho tôi đi. Tôi khai hết cho. Bà cũng đã nghe thấy rồi đó. Thời hạn 3 ngày của cậu chưa hết, cậu cứ tiếp tục điều tra đi. Thật sự bây giờ tôi đang rất là bế tắc, không biết bắt đầu từ đâu nữa. Tối nay Ali sẽ gặp mặt một số anh em, cậu cứ tới đó xem xét. Cậu điều tra ra tên nội gián, tôi sẽ thả thằng Nhí. Còn bây giờ bà tính sao? Giam nó lại. Dạ.
Tại sao bà lại dám nói? Đi mày! Đừng có bắt tôi quăng xuống cá sấu nha. Đừng có bắt tôi, tha cho tôi đi. Tại sao bà còn dám nói lại nữa? Đây. Bây giờ trong mắt mọi người, nó đã bị cá sấu ăn thịt rồi. Ông Hùng sẽ về Việt Nam trong tuần sau trên một chuyến tàu diễn dương. Tụi phải lo tiếp lón lại lũ và nhận phần thưởng phạt công bằng cho tất cả những chuyện lão qua. Sao ông để ông xử thằng Nhĩ luôn anh? Nó bị quan đó anh. Chuyện lo lại ông tài tính, mình can dự vô làm gì? Nếu họ đã giết thằng Nhĩ thì chắc chắn họ đã tìm ra bằng chứng. Cái chính bây giờ là mình phải tạo dựng lại từ đầu, từ những lơn hàng nhỏ nhất. Đây là cơ hội cho tụi bay chứng tỏ lòng trung thành với ông Hùng đó. Thằng lão chết nhát chạy trốn và chay ì lười biếng thì lỗi có mặt chuột da thôi. Thôi ra ngoài cho mát. Có bị giảm lương không anh? Chắc là có. Phải công nhận anh là người bình tĩnh hơn hết thảy. Không điềm tĩnh thì làm được cái gì? Không lẽ chửi rủa lính như thằng Lâm, hoặc là cờ bạc giống thằng Hào hả? Hai ông kia có được một nửa sự cân bằng như anh thì tốt biết mấy. Cái nào cũng có cái hay cái dở, không may quần áo hết đâu mày ơi. Anh cũng nghĩ thằng Dí là nội gián à? Không, tội nghiệp cái thằng đó. Vậy anh nghĩ ai là nội gián? Hồi nãy mày có nhìn hết mặt mấy thằng trong đó không? Có, nhưng em không biết rõ tụi nó. Toàn là tụi thâm niên không đó, làm từ 3 năm trở lên, nhưng mà ít thằng nào trụ được 3 năm lắm. Một đi tù, hai là bị xử. À, thì ra là tụ tập để bàn về chuyện nội gián hả? Thằng Nhĩ chết rồi, bàn tán gì nữa. Dễ gì ông Hùng cho qua như vậy, bởi vì mọi chuyện bây giờ vẫn chưa rõ ràng mà. Đúng. Theo mày, thằng nào đáng nghi nhất? Em không biết. Mày thân với thằng Minh Giới cơ nào? À, bình thường thôi, chỉ là công việc thôi mà. Tao nghi ngờ thằng đó nhất. Anh nghĩ nó là nội gián sao? Phải. Nhưng thằng Nga Lý cứ một mực bao che cho nó. Nó là người nơi tuyển, nó có mắt nhìn người. Tại sao anh lại nghĩ là nó? Tại vì trực giác thôi. Mà sao lần này ông Trương Hùng về Phu Trương vậy? Trước giờ ông kín tiếng lắm mà. Theo mày thì sao? Ý của anh là thông minh lắm mà. Nói tao nghe coi. Tất cả cũng chỉ là cái bẫy. Phải. Tập hợp tất cả những người đã nghi ngờ nhất, cho cùng một thông tin giờ nhất, địa điểm. Công việc cũ, thông tin mới. Anh ơi, cho hỏi đi Sài Gòn đi đường nào anh? Anh rẽ lối này đi thẳng rồi hỏi tiếp. Đường này hả? Dạ. Nó là Lý, tao theo dõi nó. Dạ anh chị, em biết rồi.
Alo, tuần sau Hùng về Việt Nam. Là tao. Sao mày ở đây? Tất cả chỉ là cái bẫy. Là sao? Chuyện ông Hùng tuần sau về nước, đó chỉ là cái bẫy thôi. Mọi người đang nghi ngờ mày, thậm chí còn nghi mày là người của Interpol đó. Alo, mấy anh nghe rõ không? Quỷ kế hoạch bẫy. Quỷ ngay xin nó đi. Mày sợ tao giống mày cái thời mà tao theo dõi mày à? Không, bởi vì bây giờ mày nguy hiểm hơn tao nhiều. Vậy được không? Ủa, bà Hồng cho mày chừng nào tìm được thằng nội gián vậy? Ngày mai. Rồi mày tính sao? Nhưng không lẽ bây giờ mày nói tao bắt mày về trình diện bả hả? Mày bắt tao đi, mày bắt tao đi, mày bắt tao đi. Tao chưa đến nỗi bị khùng. Tao biết mày không nỡ. Từ ngày xưa là tao biết mày có dính dáng đến cảnh sát rồi. Vụ mấy cái sim này nè. Vậy tại sao mày không nói ngay từ đầu đi là tao với mày cùng một phe? Nói chi, sếp mày khác sếp tao. Buông ra. Lâm, bắt mấy em nó mặc lồng phục lên phục vụ ông như vậy hả Lâm? Lúc nào anh cũng nghĩ xấu về tôi hết. Mấy em hiểu ý tôi, cho nên tự nguyện mặc như vậy để cho tôi vui lòng. Chứ tôi đâu có ép uổng gì đâu. Đúng không mấy em? Dạ. Bất cứ thằng là ông nào cũng phải ganh tị khi lên nhà của ông. Vậy sao? Hai em. Dạ. Để dạ. Đó đi. Qua phục vụ anh Lý thiệt là nhiệt tình cho anh. Nhanh lên. Dạ. Làm cho anh vui nha, chứ mất công anh lại ganh tị đó. Thôi nè, vô vấn đề chính đi. Dạo này có nghe thằng Tài nói gì vấn đề nội gián gì không? Khoan lạ, mấy em. Dạ. Mấy em có phản anh không? Dạ không. Dạ, dám. Dạ không dám. Sao mà dám được anh? Thoải mái đi. Ông Tài và bà Hồng không có lá lòng gì tới chuyện đó. Kể từ khi ông Lâm giao thằng Nhí để cho họ thả cho cá sấu ăn. Tội nghiệp thằng Nhí, khi không có chịu tiếng quan. Nếu tôi là ông á, tôi không giao thằng Nhí cho bọn kia đâu. Nói thì dễ, trong trường hợp của ông Lâm thì không làm thì không có lượt đâu. Bắt nó trong nhà, kêu bọn kia giải trình rõ ràng, làm sao nó dám xông vô bắt người. Làm như vậy thì căng thẳng quá. Khác lòng mình chống lối với ông Hùng chỉ vì một thằng ranh. Không phải là thằng ranh, mà là đàn em thân cận của mình. Mình phải bảo vệ nó chứ. Nếu là ông, ông cũng phải làm như vậy thôi. Chưa chắc. Tôi hỏi ông nè, nếu tôi bắt ông giao thằng Minh ra để cho bọn kia nó thả cho cái sáu ăn thịt, ông có giao không? Thằng Minh thì liên quan gì ở đây? Trong những đứa bị tình nghi, thằng Minh là đáng nghi ngờ nhất. Ý ông là sao? Ý ông nói là tôi bao che cho tội lỗi gián à? Ông nói chứ tôi không có nói nghe. Nếu ông không có ý lo thì tại sao lại xóc xỉa tôi? Thôi đi. Hai ông làm cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào lớn tiếng với nhau vậy?
Hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau mà ồn ào giống như mấy con đàn bà. Ông nói ai là ba? Ý tôi nói là hai người bình tĩnh đi. Có gì đâu mà căng thẳng lớn tiếng với nhau vậy? Mấy em, cô muốn anh đuổi việc hay không? Dạ không. Sao để anh Lý bực bội như vậy? Thôi, tôi nghĩ là đừng nhắc tới vụ thằng Nhí nữa. Theo như mày, bây giờ là đứa nào đáng nghi ngờ nhất? Thằng Dũng Ngọc. Cái thằng tự xưng là con rể của ông trùm chuyển hàng A Toàn. Tôi biết thằng đó. Tôi nói tới lấy hàng chưa? Rồi. Trước khi ông Hùng có loại vận chuyển hàng viên thì ông phụ thuộc vào loại vận chuyển của A Toàn, một người dân tộc có số má ở biên giới Việt Lào. Sao rồi? Tắt đường rồi đại ca. Để tao. Thằng Dũng Mộp tự xưng với mọi người nó là con rể của A Toàn. Nó nói là nó từng đi bộ đội trước khi về làng làm xã đội trưởng trong thôn của cha vợ, và còn được giao làm quản lý khu quân dụng, cho nên nó rất rành về vũ khí. Tụi bay coi tao nè, bấm một cái là có đường liền. Mấy bay làm gì vậy hả? Chết nhát hả? Đứng dậy, nhanh lên. Thằng nào chết ta đền mạng cho. Đi. Ngay khi nó gia nhập vào gia đình cha vợ, cha con họ làm độc quyền chuyển hàng ở vùng biên giới Việt Lào gần chục năm liền. Dung Ộp không chỉ nổi tiếng nhờ kiến thức sử dụng vũ khí, mà còn vì bản chất bất cần và thói xài tiền như nước của nó. Cách lấy mười mấy năm mà lối dép lo mang cũng đã mười mấy triệu. Quần áo thì là không bao giờ dưới vài ngàn lô. Lồng hồ và dây chuyền thì toàn là hàng hiệu, thứ mà chỉ có ca sĩ và diễn viên nổi tiếng hoặc là mấy nhà tài phiệt mới dám sử dụng. Có lần Loli từ Sơn La vào Sài Gòn lấy du hí, vì không biết lượng nên mỗi lần nó xuống xe hỏi lượng nó phải bóc da 5 triệu. Tổng cộng chuyên lì lo nó phải tốn cả 100 triệu để hỏi lượng. Nhưng sau khi cha vợ khoán hết thời, rồi làm sao hắn vào đây được? Sau khi cha vợ nó bị bắn chết vài lắm, nó cũng gia thành lập băng lãng viên. Nhưng mà hình như số của nó không hợp làm lãnh lạo lắm. Nó đi làm việc cho người khác nhưng mà không học trơn. Nó đi làm rất là nhiều nơi, nhưng mỗi nơi chỉ làm được mấy năm rồi xin chuyện. Vậy là không ai dung nạp nó. Đến khi là nó gặp anh Hùng, nó mới khấm khá và ổn định lại hơn. Nhà nó có truyền thống giang hồ như vậy, tại sao còn nghi ngờ nó làm nội gián làm gì? Mới có người nói thằng Dũng Ộp, con dễ của A Toàn, là chết trong khi chạy trốn cách lây dài lắm. À, 2 năm trước do mình thiếu người cho nên nó mới có cơ hội làm việc tại quán bar, sau đó chuyển làm ở nhiều chỗ khác. Vậy còn không biết, lôi đầu nó lên tra hỏi. Nó trốn mà.